Đó là tự anh em, nghĩa là dù lớp nào, dù là ở đâu, dù là nam nữ đều cũng là anh em một nhà. Đó chính là đội gồm các lớp 10A01, 10A04, 10A07 và 10A10. Xin mời đội anh em chúng ta hãy ra sân khấu để kết quả chương trình. Rồi, xin mời. Em đâu có nhiều muốn nói với mày, nói đi.
Oh,